Chào tất cả các bác nha. Tối nay là ngày 25 tháng 1. Nay em lên em xả cho các bác ít hàng. Ít đồng hồ còn lại bác nhé. Các bác ưng em nào thì nhanh tay liên hệ ạ. Số điện thoại em là 0383 440 440. Đây. Con đầu tiên chơi các bác chơi lớn luôn. Bây giờ bác còn này cho nó VIP nhá. Này siêu đẹp các bác ạ. Đấy. Một em IWK Caravan bác nha, hàng chính hãng 100%, máy là máy Nhật xịn nhé, bao bác là máy chuẩn Nhật đấy ạ. Đấy. Ok chưa, máy Mimota là máy xịn của Nhật nhất bây giờ bác nhé, không có máy nào xịn hơn đâu. Nó ngang ngửa với dòng Thụy Sĩ, chẳng qua thương hiệu nó không đắt bằng Thụy Sĩ thôi nhé. Này, dây của nó này, nhìn chưa, dây nó xịn chưa. Đấy. Dây da bò xịn luôn các bác nha. Đấy, đeo lên tay thì miễn bàn luôn, cực kỳ chất các bác nhé. Đẹp các bác, mê man luôn. Một ô lịch nó góc 6 giờ. Con này size 41. Mã SC1. Size 41. Bao lớn này em để bác cái giá là 2 triệu rưỡi. Các bác nghe em xả các bác giá giật mình luôn nha. Hôm trước nó xả 3 triệu, hôm nay em xả 2 triệu rưỡi bác nhé. Kinh điển chưa ạ? SC1 size 41 giá 2 triệu rưỡi. Đây, tiếp tục lên mắt con này nữa. Con này là dây da, vì em lên mắt còn dây thép nhá, thép nó xịn lắm các bác ạ. Bác nào mà cuối năm bác nào nhanh tay bế về bác nhá, nó siêu rẻ, còn rẻ hơn hàng em nhập mấy trăm nghìn bác nhá. Này đấy, một em siêu phẩm chưa, mỹ mãn được các bác. Đẹp chấm hết luôn. Này, máy là bao là máy Nhật xịn nhá, máy Miuta nhá. Đẹp, sự quá đẹp các bạn ạ. Để cho bác cái giá giật mình luôn các bác nhé. Để cho bác cái giá này giật mình luôn này. Mã SC2. Size 41. Em để bác con này giá là 2 triệu rưỡi không nhé. 2 triệu rưỡi bác nghe giật mình nhỉ. SC2 size 41 giá 2 triệu rưỡi, giá nó 3 triệu 2 em xả bác còn 2 triệu rưỡi bác kinh chưa. Tiếp tục lên bác một con nữa, xả bác banh nóc con này luôn này. Đây, cho bác xem con này nó siêu đẹp. Đấy, hơn 3 triệu nha. Đấy.
Đây, một con Caravan bác nha, cơ automatic tự động, một con hàng chính hãng Caravan luôn. Ba bác là hàng chính hãng 100% các bác nhé. Máy của nó là máy Nhật xịn luôn, chứ không phải là máy 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 Trung Quốc như cả hàng fake ngoài kia bác nhé. Này, hiệu này. Đây cho bác ngắm cái máy của nó là các bác thấy mê luôn này. Đây. Máy Mimota ra ban bác nhé. Đấy, máy xịn chưa? Chống nước 30 mét, một con đồng hồ siêu đẹp. Mạ tức là dây đờ mi này, liền mạ vàng hồng bác nhá, vàng là vàng thật 100% nhá. Con này lại hai ô click nhá, con này giá là hơn 3 triệu, 3,4 triệu đi mà. Xả mà con này nó rẻ mức độ nó không biết nào rẻ hơn nữa luôn. Mã của này là SC3 size 41 này, giá là 2,5 triệu, 2,5 triệu bác nhá. SC3 size 41 giá 2,5 triệu. Em lên cho bác một con ấy này, một con Adidas luôn này. Nào, mình thấy chưa chưa? Một con Adidas hàng chính hãng bác nha. Đây ạ. Đấy, một con Adidas hàng chính hãng luôn, vàng là vàng thật bác nhá. Đấy. Đẹp mê man chưa? Này không có điểm chê bác ạ. Em lên bác toàn siêu phẩm các bác không chê nổi luôn. Con này là mã SC4. Size 40. Con này em để bác cái giá là 1,3 triệu các bác nhá. Các bác nghe giật mình chưa? Này em phá giá bé bé luôn các bác nhá. Đấy. Các bác thấy giật mình chưa? SC4 size 40 giá 1,3 triệu. Bán như bỏ đi các bạn thấy khổ không? Cuối năm được các bác ạ. Cho nó bay luôn các bác ạ. Này tiếp tục một con ADC cho các bác luôn này. Này các bác nhìn mới keng sờ beng nhá. 2,1 triệu đây bác này. Này bọc đi lồng bác nhá. ADC này, một con hàng chính hãng của Nhật bác nhá. Ra ban bác nhá. Chống nước 30 mét này. Chưa lên tay lần nào bác nhá, mới cứng luôn. Con này nó là siêu đẹp rồi, không phải bàn cãi nữa các bác nhá. Siêu siêu đẹp nhá. Đấy, em dán cái ni lông vào các nhà, bóc ni lông qua là mới cứng luôn ạ. À, đi xe. Đây, size của nó 41 luôn nhá. 1,9 triệu đây này. Tầm này cũng có 90 triệu này các bạn ạ. Mà S5 tầm này cho nó về vườn luôn. Size 41, mà nếu này em để bác cái giá là 1,4 triệu luôn nhá. Đấy, không có 90 triệu hết ạ. Đây. Đây. S5 size 41 giá 1,4 triệu. Cuối năm rồi các bạn ạ. Đây, con này 2,2 triệu nhá. Size 41 là size 40 này, cho lên luôn.
nó đắt ở cái kim rốn bác này, đây nó đắt ở cái vòng kim rốn bác nhé. ADC một con hàng chính hãng của Nhật, chạy pin bác nhé, đây ạ. Đấy, ra bàn bác nhìn chưa, chống nước 30 mét mới tinh bác nhé, chưa lên tay lần nào hết ạ. Con này size 40. Này, giá nó là 2 triệu 2 thôi nhé. Đấy. Con này là mã S6. Size 40. Giá là 1 triệu 4 không nhé, 2 triệu 2 thì hết ông mềm chấp nhận ông chơi lớn của bác luôn này. Đây. Mã S6 size 40 giá 1 triệu 4. Cuối năm qua em xả hàng để em thanh lý luôn. Đây. Con này 1 triệu 9 này đúng không? Đấy. U này đẹp quá các bác ạ, con này có cái lịch luôn này. Một ô cái lịch nó góc 6 giờ luôn này, đẹp quá, con này đẹp quá. Lông băng mới tinh băng nhá, chưa lên tay lần nào đâu ạ. Đấy, mà con Hara xe này, hàng hàng chính hãng của Nhật nhé. Đấy, đấy. Đấy, chống nước 30 mét, siêu đẹp. Viết chưa? Chạy pin luôn nha, siêu phẩm đấy. Đây, 1 triệu 9 xe 40 đây. Con này là mã S7. Size 40. Giá 1 triệu 3 bác nhé, 1 triệu 3 này ạ. Mã S7 size 40 giá 1 triệu 3. Đây, 5 triệu rưỡi đây. Nó con siêu phẩm đây. Một con siêu phẩm được các bác. Đấy, Hanmodo bác nha, cơ automatic tự động, một con hàng chính hãng của Hanmodo luôn. Đẳng cấp chưa? Thương hiệu này quá nổi tiếng bác nhá, chống nước 100 mét luôn. Năm triệu rưỡi rồi nhé, size 42. Đây là mã S8 size 42, bao lấy con này em để bác giá 4 triệu thôi nhé, 4 triệu. S8 size 42 giá 4 triệu thôi nhé, thanh lý gấp rồi, không phải Tết mất rồi bác ạ. Này, một con 4 triệu 8 thôi nhá, cho bay luôn này. Một em Caravan này, cơ automatic tự động, một con hàng chính hãng Caravan luôn. Niền của nó full đá nhá. Đấy, một ô của lịch nó góc 3 giờ. Đấy. Chống nước 50 mét. Quá VIP luôn các bạn ạ.
Đẹp mê man luôn các bạn. Sự con này nó quá đẹp luôn. Con này là 4 triệu 8 đấy các bác nha. 4 triệu 8 này em để bác cái giá này giật mình luôn này. Con này là mã lúc nãy là em mấy ta? Mã là S8 à, con này là S19. Size 42 này. 4 triệu 8 này em để bác con này là 3 triệu rưỡi bác nhé, 3 triệu rưỡi ạ. S19 size 42 giá 3 triệu rưỡi. Đây một con 3 triệu tư này. Cho lên luôn này. Đấy nhá, 3 triệu tư cho lên luôn bác nhé. Một cực phẩm luôn bác ạ. Hai ô của lịch gốc 3 giờ. Đẹp mê mẩn luôn. Máy của nó là máy Senco bác nhá. Máy xịn quá, cực kỳ xịn luôn. Đây ạ. Nhá. Máy NH36A bác nhá. Đấy, một con máy hàng chính hãng của Nhật. Đây là máy, đây là máy xịn nhất của Nhật, máy đó với máy Mi với nhà là hai con máy xịn nhất của Nhật đấy. Đẹp chưa ạ? Mặt là xanh, kiểu là xanh cửu long á, đẹp lắm. Xả cho phát cho hết luôn mà ạ. Này là không được là em cất kho nhá, không bán nữa nhá. Em vì em gần nghỉ Tết rồi. Cái này là mã SC10. Size 41. Giá là 2 triệu rưỡi nhé, 2 triệu rưỡi. Cho nó bay đi các bạn. Đây ạ. SC10. Size 41 giá 2 triệu rưỡi. Đây một con triệu. Đây, còn một con triệu 9 nữa này, cho lên luôn. Đây các bác, đẳng cấp chưa? Đấy, một con ADC các bác nhé. Hàng chính hãng của Nhật luôn. Đấy, chống nước 30 mét, da ban. Khóa chứ lên tay lần nào luôn. Quá đẹp. Một triệu chín này. Size 40 1 triệu 9 này. Con này là mã S11. Size 40 này. Giá 1 triệu 3 bác nhé. 9 chủng hết các bạn. S11 size 40 giá 1 triệu 3. Em GC nhá. GC này, hàng chính hãng của GC nhá, máy Thụy Sĩ bác nhá. Còn con cuối cùng GC đây, hết GC rồi. Đây, hàng chính hãng của GC bác nhá. Đấy, con này đang chạy máy Thụy Sĩ, con này máy pin bác nhá, không phải máy cơ đâu ạ. Đẹp lắm con này, đẹp lắm bác nhá. Con này mày không lấy được thì chắc em cắt mắt em đeo cũng được, con này em đeo cũng đẹp. Quá đẹp luôn các bạn. Một ô của lịch góc 3 giờ. Size 44 này. 4 triệu 2.
mã X12, S12, size 44. Bác nào lấy con này em để bác cái giá là 3 triệu 2 bác nhé. 4 triệu, 4 triệu, 4 triệu 2 để bác cái này là 3 triệu 2 luôn. S12 size 44 giá 3 triệu 2. Đấy, một con hàng chính hãng luôn bác nhé. GC máy Thụy Sĩ bác nhé. Này con size 40 5 triệu 2 này. Đây. Chơi lớn các bác luôn. Đẹp các bác. Trời ơi, 2 4 6 9 viên kim cương nhân tạo nhé. Đây, màn liền phun đá này. Form nó là form Rolex các bác nhé. Khóa Rolex luôn này. Máy của nó là máy Nhật xịn nhé. Bác chiêm ngưỡng cái máy nó này. Chống nước 50 mét. Đẹp quá bác ạ, con này thật sự nó quá đẹp rồi mọi người. Đẹp mê mẩn luôn. Năm triệu hai, mã này là mã bao nhiêu đây? Size 40, mã S13 này, size 40 này. 5 triệu 2 con này em để cho bác này với giá là 3 triệu 4 không nhé, 3 triệu 4 đi ạ. S13 này size 40 này giá 3 triệu 4. Đây, chuỗi lớn mà con này luôn. Một con búa sấm sét này, cho bay luôn các anh nhé. Một con Syrian búa sấm sét này. Hai ô lịch nó góc 3 giờ. Hàng chính hãng của Syrian bác nhé. Một dòng búa sấm sét là đắt nhất của dòng Syrian này, của Nhật đấy. Máy nó dạng máy calibre luôn nhé. Sản xuất tại Nhật ạ, Made in Japan. Năm triệu rưỡi con này các bạn ạ. Đây là mã S14 này. Size 41. Bác lấy con này em để bác cái giá là 3 triệu 4 bác nhé. 3 triệu 4. S14 size 41 giá 3 triệu 4. Tiếp tục con tôm mì cho các bác này luôn này.
tô mì bác nhá. Hàng chính hãng tô mì là chạy pin đấy ạ. Một em tô mì đây của nó size nó là 30-38 nhá, giá 1,5 triệu. Đây là mã S15, em để mép này giá là 1,3 triệu. S15 thôi nhá, giá 1,3 triệu. Con này cho lên nốt thôi nhé. Một con cực phẩm cho bay luôn này. Một con bản rồng bác nhé. Rồng vàng. Hôm trước có một con rồng đỏ bán là mẹ con rồng vàng. Quá là xịn luôn. Máy Nhật xịn bác nhá. Chống nước 50 m. Hàng chính hãng của Pháp bác nhá. Con này hàng chính hãng của Pháp đấy ạ. Bao bác là kiểm tra check code giám định nhá. Hàng chính hãng 100% nhá. 55 dòng bác ạ, những cái bạn đang hot. Chứ còn màu trắng em dòng đỏ, dòng đỏ em bán rồi. Hôm nay con này màu vàng đẹp hơn rất nhiều nhé. Đẹp hơn và đắt hơn rất nhiều. Size 42 này giá 6,2 triệu nhé. Con này đẹp hơn và đắt hơn cái con hôm nọ rất nhiều bác nhé. Đây là mã F16. Size 42 này 6,2 triệu em để bác, con này giá là 5,1 triệu nhé, 5,1 triệu con này luôn. S16 size 42 giá 5,1 triệu. Đây, con này là không bao giờ giảm được, có như hôm nay em quyết tâm vẫn phải giảm con này. Vì con này là không bao giờ giảm được, có nhà bị lấy đắt quá rồi. Như hôm nay là Tết rồi, vẫn phải giảm bác ạ. Chấp nhận, cho đi bác nhé. Đấy, một con Hanmoro. Cơ automatic tự động, một con hàng chính hãng của Hanmoro luôn. Em này của nó thì nó xịn thì vô cùng xịn rồi. Hanmoro nó đang rất là nổi tiếng bác nhé. Các bác vào các store nhà bác mua không không mà dưới 7 triệu rưỡi. Đấy, máy nó Mechanco đấy ạ, NH36A nhé. Chống nước 50 m. Đẹp quá thể. M38 này size 44 này là 5,2 triệu. S17 size 41. Mà lấy con này em để bác cái giá là 4 triệu bác nhé, 4 triệu. S17 size 41 giá 4 triệu. Đó, video ngày nay em xin phép tạm dừng rồi nhé. Các bác ưng em nào thì nhanh tay liên hệ. Em xin chào các bác nhé.